Xin chào quý khách hàng, em là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Có rất nhiều thắc mắc của quý khách hàng gửi đến Cường với cùng một câu hỏi, đó là trong những cái bài review về chiếc xe Ford Territory thì Cường luôn luôn khen chiếc xe này. Có phải là Cường là một tư vấn bán hàng, một đại diện kinh doanh? Hiện tại Cường đang là phó giám đốc kinh doanh tại Sài Gòn Ford và Cường đang phụ trách là bán những sản phẩm của Ford, thì liệu có phải là Cường là người bán xe Ford cho nên là mình khen cho những cái dòng xe của mình hay không? Thì để đáp lại cái câu trả lời đó thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ đến quý khách hàng về tất cả những cái nhược điểm mà Cường ghi nhận về chiếc xe này từ khi nó ra mắt cho đến nay. Thì cũng rất là may mắn là hiện tại Cường đã có dịp tiếp xúc với chiếc xe này rất là nhiều, cũng như là ba Cường đang sở hữu dòng xe Ford Territory phiên bản Titanium X màu đỏ. Thì nếu quý khách hàng nào mà theo dõi kênh YouTube của Cường thì có rất nhiều video Cường đi du lịch cùng với ba Cường, Cường cũng đã làm những cái vlog nói về chiếc xe này cũng như là đi du lịch. Thì nhờ hai cái yếu tố đó cho nên mình mới đủ những cái để mà mình đưa ra được những cái yếu tố nó mang tính chất khách quan để nói về ưu và nhược điểm của dòng xe Ford Territory này. Chứ nếu mà nói đơn giản một cách mình chỉ đứng phương diện là một người bán xe, mình trải nghiệm những cái dòng xe này có thể là lái thử hay các thứ, thì nhiều khi nó chưa đủ cái độ sâu, chưa đủ cái góc nhìn để mình nói chiếc xe này. Bởi vì khi một chiếc xe mà mình mua, mình sở hữu, mình phục vụ cho gia đình thì nó sẽ lòi ra rất là nhiều những cái khía cạnh về một chiếc xe, chứ không đơn giản là cứ chạy và cảm nhận nó là mình sẽ biết được ưu và nhược điểm như thế nào. Và trước khi bắt đầu, cũng muốn chia sẻ thêm hai cái yếu tố để mình nhìn nhận một vấn đề nó mang cái tính chất là khách quan hơn. Thứ nhất, đó là trong cái phương diện là xe ô tô hay là cuộc sống của chúng ta cũng vậy, trong những cái phân khúc kiểu như là Ford Territory, chúng ta buộc phải chấp nhận và đánh đổi một số vấn đề, chứ không có chiếc xe nào hoàn hảo cả. Có những chiếc xe hoàn hảo nhưng mà chúng ta chưa chắc đã có thể là mua được. Cường nói ví dụ như những cái dòng xe, ví dụ như Rolls Royce, gần như đó là những chiếc xe hoàn hảo, nhưng mà cái số tiền chúng ta bỏ ra thì không thể nào mà những người bình thường như chúng ta là có thể là sở hữu được những chiếc xe đó. Còn đời mà nói những chiếc xe, đặc biệt là những chiếc xe tầm cái phân khúc khoảng tỷ hay thậm chí là vài ba tỷ luôn, nó đều có được những cái ưu điểm và nhược điểm trong cái vấn đề là khi chúng ta chọn mua một chiếc xe ô tô. Chẳng qua là chúng ta có chấp nhận được những cái nhược điểm của nó hay không, mà chúng ta có thích được những cái ưu điểm của nó hay không. Chứ thực tế những chiếc xe kiểu kiểu như thế này thì chắc chắn là ưu và nhược điểm đều có. Chứ nếu mà chúng ta cứ mang một cái tâm thế đòi hỏi một cái sự hoàn hảo khi đi mua những chiếc xe phân khúc kiểu như thế này thì gần như không bao giờ chúng ta có được cái sự hoàn hảo trên những chiếc xe kiểu này. Mà nếu nó hoàn hảo thì chưa chắc chúng ta đã có thể là mua được những chiếc xe kiểu như vậy. Cái yếu tố thứ hai nữa, đó là Cường chia sẻ ở đây những cái nhược điểm, tức là 100 khách hàng đi 100 chiếc xe Ford Territory đều cảm thấy 100 cái nhược điểm đó. Có những cái nó mang cái tính chất là thói quen và chưa làm quen được mà cũng gán ghép nó là nhược điểm thì không có nha. Bởi vì có những thứ chúng ta quen rồi thì chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái, nhưng khi chúng ta cảm thấy mới lên xe mà chúng ta cảm thấy chưa được làm quen với lại chiếc xe thì nhiều khi chúng ta cảm thấy đó là một cái nhược điểm. Tuy nhiên có những khách hàng người ta đã quen với lại cái việc đó rồi thì chúng ta lại cảm thấy cái điều đó nó rất là bình thường. Cho nên một cái hệ quy chiếu như vậy để cho chúng ta thấy được là những cái yếu tố trên chiếc xe cũng là một chiếc xe, nhưng mà hai người sử dụng, một người người ta là quen rồi, người ta cảm thấy những cái yếu tố đó rất là bình thường. Còn người mà chưa quen thì người ta cảm thấy đó là một cái nhược điểm. Cường chia sẻ trên cái góc độ như vậy. Và cuối video Cường sẽ nói luôn những cái mà nó thuộc về cái là có khách hàng quen và có khách hàng không quen để chia sẻ cho khách hàng rõ hơn. Yếu tố đầu tiên đó là về nguồn gốc của chiếc xe này. Có rất nhiều khách hàng đến với bên Cường và nghi ngại về cái nguồn gốc của chiếc xe Ford Territory. Liệu nó có phải là một chiếc xe của Trung Quốc hay không? Thì câu trả lời của Cường là hoàn toàn không nha. Và chắc chắn 100% là không luôn nha. Còn nếu quý khách hàng mà đang lăn tăn về cái vấn đề đó thì ngày nay nếu quý khách hàng mà nằm trong cái lĩnh vực ô tô nhiều và có đầy đủ thông tin thì mình sẽ thấy cái vấn đề này, cái thông tin này nó rất là bình thường và mình biết được đâu là đúng, đâu là sai để mình biết được là cái thông tin trên mạng nó tràn lan đại hạ như vậy nó có đúng hay không. Bây giờ quý khách hàng hoàn toàn có thể là lên Google và search ra, chứ không phải là thông tin của Cường cung cấp nữa. Cứ lên những cái trang chính thống
và search giúp Cường, mình sẽ biết rõ ngay là cái nguồn gốc của Ford Territory là nó như thế nào. Và cả yếu tố thứ hai nữa là nếu mà ai để ý trong cái lĩnh vực ô tô ngày nay thì quý khách hàng sẽ thấy được rõ rất nhiều những sản phẩm ngày nay cũng mang cái nguồn gốc là liên doanh cùng với lại những cái hãng xe của Trung Quốc. Cường nói ví dụ như là từ những cái tên tuổi sừng sỏ cho đến những cái tên tuổi rất là bình dân mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Cường nói ví dụ như là Hyundai thì có những cái dòng Hyundai là Custom cũng mang cái nhãn dấp là xe gọi là liên doanh với Trung Quốc, hay là Hyundai Palisade cũng là chiếc xe liên doanh với lại Trung Quốc, hay là những cái tên mới ra mắt như là Volkswagen Teramon X, chiếc xe mà crossover mà 5 chỗ ngồi full size của nhà Volkswagen đó, thì cũng là nguồn gốc liên doanh với lại Trung Quốc. Đó, có rất là nhiều những cái hãng xe ngày nay mà cứ nghe tới là liên doanh với lại Trung Quốc, nhưng mà quý khách hàng phải hiểu được bản chất của nó liên doanh với Trung Quốc và tại sao nó lại liên doanh với Trung Quốc. Thì quý khách hàng có thể xem lại cái video dài đâu đó khoảng 40 phút Cường chia sẻ bằng tất cả những hiểu biết của Cường cũng như là những cái thông tin chính thống để quý khách hàng có thể là hiểu rõ được những cái nguồn gốc, không riêng gì Ford Territory cả mà hiểu luôn cả nguồn gốc những chiếc xe kia luôn, thì quý khách hàng sẽ thấy được tại sao nó lại là như vậy. Thì khi mà chúng ta biết được cái đó rồi thì lúc đó cái câu chuyện mà mình biết được rồi thì mình không sợ, mình chỉ sợ những thứ mà mình không biết, còn những thứ mình biết rồi thì mình sẽ hoàn toàn không bao giờ sợ về những cái yếu tố đó. Đó là cái yếu tố thứ nhất mà làm cho quý khách hàng khi mà tìm hiểu Ford Territory, nó cũng là một cái nhược điểm có thể là mình có khách hàng sẽ chấp nhận và có khách hàng sẽ không chấp nhận cái vấn đề này. Cái nhược điểm thứ hai mà chỉ khi nào quý khách hàng sử dụng chiếc xe này đủ nhiều thì quý khách hàng sẽ thấy, đó là cái cổng sạc USB và Type-C và tàu 12V ở dưới này rất khó cắm. Cũng nói ví dụ như quý khách hàng mà cứ chạy thử thôi ha, thì mình sẽ không bao giờ mà để ý đến những cái cổng sạc như thế này. Nhưng mà khi chúng ta mang một chiếc xe mà phục vụ cho gia đình đi đường dài thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng đến những cái nguồn điện như thế này. Chứ lẽ không lẽ 5 người mà ngồi trên chiếc xe mà sử dụng có một mình cái sạc không dây này là điều không thể. Mà chúng ta phải sử dụng những cái sạc ở đây. Thì lúc đó là mình sẽ thấy là gần như không bao giờ mà quý khách hàng ngồi ở cái vị trí này mà quý khách hàng sẽ cắm được cái cổng USB và Type-C ở đây. Thậm chí Cường phải mở cửa ra, mình nhìn xuống, mình cúi đầu xuống, mà lúc đó mình mới cắm được cái này. Cho nên là về cái vị trí cổng sạc, Cường thấy Ford Territory là một chiếc xe mà để cái cổng sạc hơi dở một xíu. Thì cái này cũng là góp ý cho Ford Việt Nam cho những phiên bản sản xuất tiếp theo, mình có thể dời cái vị trí cổng sạc lên được những cái vị trí nó thuận tiện hơn. Có thể là trong này, mình bố trí ở trong này, hoặc là trên này có rất là nhiều những cái vị trí có thể là bố trí được cổng sạc ở đây. Đó, đây có thể để trong này đó, thì lúc đó sẽ thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng cái dòng xe của chúng ta. Đó, nó sao còn nói vậy, nó thẳng luôn. Ford Việt Nam có xem được video này thì hy vọng sẽ khắc phục được vấn đề đó. Quý khách hàng cứ thử đi, ngồi ở cái vị trí này mà luồn luồn tay cắm ở đây cực kỳ khó luôn. Cường cứ phải là phải mở cửa rồi cúi người xuống nhìn vô thì mới thấy được. Cái nhược điểm thứ ba đó là liên quan đến cái phần màn hình này. Trên phần màn hình này có hai khía cạnh mà Cường muốn chia sẻ. Cái nhược điểm đầu tiên đó là về cái phản ứng của cái màn hình này đối với lại cái thao tác của chúng ta. Có thể là nó hơi chậm nha. Ví dụ như cần bấm này. Đó, nó khoảng có cái độ delay khoảng tầm nửa giây. Đấy, mình bấm mình sẽ thấy ngay. Đấy, nó khoảng nửa giây thì lúc đó nó mới phản ứng và nó ra được cái đúng như chúng ta mong muốn. Ví dụ như bất cứ một cái thao tác nào cũng vậy. Đó. Cái thứ hai nữa là những cái vị trí điều khiển ở đây, những cái con trỏ, những cái gọi là những cái biểu tượng á, hơi nhỏ đây, rất nhỏ, thậm chí là rất nhỏ đây, cái ngón tay của Cường này. Nếu mà để mà đang chạy xe mà bấm vô những cái này thì tương đối là khó nha, tương đối là gặp trở ngại một xíu, mà lúc đó phải sử dụng những cái phím ở dưới này. Nhưng mà những cái phím ở dưới này thì nó chỉ là tốc độ quạt gió thôi, còn muốn điều chỉnh nhiệt độ ở tăng giảm ở đây thì nó sẽ hơi lăn tăn một xíu, mà lúc đó chúng ta phải bấm vào để nó lên cái này, rồi chúng ta sử dụng kéo cái này thì nó mới thuận tiện hơn. Chứ để ở đây mà bấm vô những cái vị trí chính xác này thì nhiều khi nó sẽ hơi khó cho chúng ta. Rồi tiếp đến đó là cái cam 360. Trong một số tình huống mà muốn mở cam 360 quan sát thì cái vị trí cam 360 nó lại để ở đây nè, tức là hơi xa cái tầm với của chúng ta. Giả như nó để một cái biểu tượng to to ở đây, bấm vô cái nó dễ không? Đây quý khách hàng cứ tưởng tượng mình lái xe đây nè, mình với vào đây thì nó sẽ gần hơn, còn với vào đây thì nó sẽ hơi xa vị trí người lái. Trong một số tình huống chúng ta muốn bật cam 360 nè, đó,
Tức là không phải xe lúc nào mình bật xi nhan trái phải nó cũng theo cái khẩu lệnh của chúng ta, nó mở cam 360, mà trong những cái tình huống nhất định chúng ta muốn chủ động bật cam 360 thì lúc đó là cái thao tác của nó sẽ hơi xa, nó không được thuận tiện cho lắm. Giá như nó có một cái biểu tượng tương đối to ở đây, hoặc là có một cái nút bấm ở đây đi. Bây giờ ở đây bố trí thêm một cái nút bấm thì Cường thấy nó rất là đơn giản thôi. Hoặc là thậm chí bỏ đi cái nút này, thay bằng cái nút cam 360 bật lên thì nó sẽ thuận tiện hơn. Hai cái vấn đề trên cái màn hình này mà Cường muốn chia sẻ với quý khách hàng về cái nhược điểm. Còn lại về độ sắc nét thông tin thì không có gì để chê cả. Trên cái phần màn hình chỉ có hai cái vấn đề đó thôi. Thì hy vọng Ford Việt Nam cũng, nếu mà các phiên bản sau có thể, cái này thì đơn giản mà, cập nhật lại phần mềm, update lại thì lúc đó là thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình sử dụng mà thôi. Rồi cái nhược điểm thứ tư nữa mà Cường nghĩ là rất nhiều dòng xe mắc phải, nếu có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Quý khách hàng biết rồi, đang trong cái mùa nóng đỉnh điểm của cả thế giới luôn chứ không riêng gì Việt Nam. Đậu chiếc xe này ở ngoài trời mà bước lên xe phải nói là kinh khủng khiếp. Cường đã thực tế đo cái nhiệt độ ở bên trong xe lên đến 60 độ C. Kinh khủng. Nếu mà so với lại chiếc xe Ford EcoSport của Cường không có cửa sổ trời thì nhiệt độ ở bên trong xe chỉ khoảng 48 độ C. 48 độ C nha. Cùng đậu luôn. Đây, Cường đậu xe ở ngoài này nè. Đó, ngoài đó Ford Territory có cửa sổ trời. Cường đã thực nghiệm rồi đó. Một chiếc xe có cửa sổ trời và một chiếc xe không có cửa sổ trời cùng đậu ở ngoài nắng thì trên Ford Territory lên đến 60 độ C, còn chiếc xe Ford EcoSport là 48 độ C. Và nếu mình che kính lái này lại, chiếc xe Ford EcoSport thì chỉ còn là khoảng 42 độ C. Và nếu Ford Territory che cái tấm kính lái, Cường có cái miếng che này thì cái nhiệt độ của nó cũng còn là 58 độ C. Tức là cái lượng nhiệt mà chiếc cửa sổ trời này hạ xuống cho chiếc xe phải nói là kinh khủng khiếp. Giống như là chiếc xe của Cường có thêm cái tấm che kính thôi mà nó giảm được đâu đó là 6 độ C, từ 48 xuống còn 42. Mà chiếc xe này cũng che cái kính lại đó lại, nhưng mà nhiệt độ chỉ giảm có 2 độ, từ 60 xuống 58 độ C. Phải nói là kinh khủng. Mới đậu ngoài trời khoảng 2-3 tiếng, cái đó đậu nguyên ngày thì bên trong xe nó còn có thể là nóng kinh khủng hơn. Thì lúc đó là cái tác động nhiệt mà vô những cái đồ chúng ta để trên xe này, chúng ta cũng sợ này, những cái bình chứa lửa hay gì mình cũng sợ nó nổ, hay là nước ở trong nó cũng sợ nó nổ, và những cái nhựa da ở bên trong xe nó sẽ nhanh hư hơn. Cho nên đây là một cái nhược điểm mà không riêng gì Ford Territory cả, mà tất cả những cái dòng xe mà trang bị cửa sổ trời to khủng khiếp. Cái diện tích của cửa sổ trời chiếc xe này phải chiếm 80% cái diện tích trần nóc này. Đây quý khách hàng cứ nhìn này, cái viền mỏng dính, viền bên ngoài 20 cm, ở đây khoảng 30 cm, ở đằng sau thì còn có đúng cái thằng cốp ở đằng sau, còn lại là toàn bộ là diện tích là cửa sổ trời hết, rất to, cửa sổ trời toàn cảnh mà. Mà đây là một trong những option trang bị cao cấp nha, luxury cho những dòng xe tiền tỷ mới có đó. Nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam thì phải nói là quá là kinh khủng, đặc biệt là ở Sài Gòn. Và Cường chắc chắn luôn, ai mà sống ở Sài Gòn không có ai thích cửa sổ trời cả. Ông nào mà kêu cửa sổ trời mà thích thì chắc chắn là sống ở những cái nơi mà mát mẻ. Còn Cường nói thật, cho dù con cái trong nhà thích cái cửa sổ trời, nhưng mà Cường đố mà đi xe ở Sài Gòn trong cái mùa này mà mở cửa sổ trời ra được, nó nóng kinh khủng. Nhược điểm tiếp theo là liên quan đến cái màu của cái đèn. Cường không nói đến cái cường độ ánh sáng nha. Cường độ ánh sáng và cái khả năng chiếu xa của Ford Territory Cường đánh giá rất là cao. Cái phần đèn này có khả năng chiếu xa lên đến 268m, rất xa. Nhưng cái màu của nó hơi trắng quá. Thì khi mà trắng quá, cho dù cái cường độ ánh sáng nó lớn bao nhiêu thì cái khả năng mà bám vô mặt đường, khả năng mà chiếu xuống mặt đường nó sẽ bị giảm. Bởi vì đa số xe mà nhựa đường á, đường bình thường mình đi là nhựa đường hết, thì nó có cái phần là hấp thụ ánh sáng. Mà hấp thụ ánh sáng thì đối với những ánh sáng càng trắng thì càng bị hấp thụ nhiều. Còn những cái ánh sáng mà có cái giải màu mà nó thấp á, ví dụ như là màu vàng hay là màu trung tính, màu mặt trời, thì nó sẽ không có bị hấp cái ánh sáng đó vô cái mặt đường nhiều. Cho nên là thứ nhất, do Ford Territory có cái cường độ ánh sáng tốt, nhưng mà do cái ánh sáng của nó hơi trắng quá, cho nên là cái khả năng bám đường của nó không có tốt. Và cái thứ hai nữa là do cái đèn là cái nhược điểm mà của những cái dòng xe mà lắp cái đèn mà kiểu tách rời mà hạ thấp xuống dưới như vậy nè. Thì quý khách hàng cứ tưởng tượng cùng một cái đèn, cùng một cái ánh sáng, cùng một cái cường độ, cùng một cái màu, mà nếu chúng ta đặt cái vị trí đèn lên cao thì cái khả năng mà nó tỏa lên cái phần mặt đường, nó trải vô cái mặt đường càng xa và càng rộng, càng dễ nhìn hơn. Còn nếu
cái phần đèn mà nó càng thấp xuống dưới á, thì cái khả năng trải và cái khả năng bao quát cái phần đường nó sẽ bị giảm lại. Nhược điểm tiếp theo đó là về phần lốp xe. Cường sẽ tách ra làm hai yếu tố, là thứ nhất là trên Territory phiên bản Titanium X là sử dụng lốp Goodyear cái dòng là Evergrip nè, và cái trên những cái phiên bản như là Titanium và phiên bản Trend sẽ xài lốp của GT Comfort và xài lốp là 235/55R18, còn trên phiên bản Titanium X sẽ là 235/50R19, tức là mâm của bản X sẽ bự hơn một size và thanh lốp sẽ nhỏ đi một chút xíu, còn trên bản kia thì lốp dày hơn và mâm nhỏ hơn. Thì đầu tiên nói về cái phần lốp của Goodyear trên phiên bản Titanium X thì Cường thấy đây là một cái lốp mà nó thiên về cái sự lì đòn nha, tức là cái độ bền bỉ, độ lì đòn, khả năng chịu va đập và chịu những cái tác động khắc nghiệt của môi trường. Thì khi đó chúng ta sẽ buộc phải đánh đổi lại là sẽ cho một cái lốp nó hơi cứng, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được là cái thanh lốp của cái phiên bản Titanium X này nó sẽ hơi cứng, chạy qua những cái gờ, mặc dù hệ thống treo là mềm nhưng mà cảm nhận được cái độ va đập của cái phần lốp với lại cái phần mặt đường là nó hơi cứng. Thì đối với lại những cái chiếc lốp kiểu như thế này thì sẽ rất không phù hợp đối với lại những khách hàng mà thích cái kiểu êm ái mà nhẹ nhàng. Ví dụ như cúng cái mâm này, cúng chiếc xe Territory này luôn, và chúng ta thay bằng một cái lốp Michelin Remacy 4, cúng cái size này luôn, hoặc là cúng Goodyear mà cái phân khúc là Assurance Comfort Twist nó thiên về cái khả năng êm ái, thì chắc chắn luôn là Ford Territory có một cái khả năng êm ái cực kỳ tuyệt vời nhờ kết hợp giữa lốp thiên về độ êm ái và một cái hệ thống treo mà rất phù hợp cho những khách hàng mà thích cái sự êm ái nhẹ nhàng. Và nếu đi chiếc lốp này thì Cường đảm bảo nó rất là bền bỉ luôn, thậm chí đi 80-90 ngàn km chưa phải thay lốp luôn đó. Nhìn cái gai lốp này, cảm giác nó sẽ rất là lì, cảm giác nó kiểu như là trâu bò lắm. Còn về phiên bản Titanium và phiên bản Trend thì Cường lại có một cái chia sẻ, nó mang cái tính chất là nó hơi gắt hơn một xíu nha, và đây là một cái nhược điểm tương đối là lớn. Và hy vọng sau này những cái xe sản xuất sau Ford Việt Nam nên thay đổi cái dòng lốp trên phiên bản Trend và phiên bản Titanium đi. Nếu như trên phiên bản Titanium X có một cái bộ lốp tương đối ngon như thế này thì chúng ta chỉ đơn giản là đánh đổi giữa cái độ lì đòn của cái lốp, cái độ ngon của cái lốp so với cái độ êm ái thôi. Còn trên em này thì chúng ta gần như sẽ không được hưởng những cái sự lì đòn, cái sự bền bỉ cũng như là cái sự êm ái cả. Mà cái lốp này thì Cường đánh giá nó ở cái mức là trung bình khá thôi. Ví dụ như nếu như thang điểm 10 thì chiếc lốp này chỉ được khoảng 5 điểm mà thôi. Thứ nhất là chúng ta cứ tưởng là cái lốp nó dày hơn, size 235/55 nó sẽ dày hơn, mâm nhỏ hơn, chúng ta sẽ có một cái độ êm ái hơn. Nhưng mà do là bản chất của cái lốp, do cấu tạo của cái cao su, cho nên là chúng ta sẽ không có được cái sự êm ái như trên phiên bản Titanium X. Mặc dù mâm của Titanium X là bự hơn và lốp mỏng hơn, nhưng mà Titanium X lại có một cái sự êm ái hơn. Còn trên này nhìn thì có vẻ là bằng mắt thường có vẻ là nó mập mập kiểu này nó sẽ êm đúng không? Nhưng mà do bản chất của cao su, do cái cấu tạo của cao su, do cái lốp nó không có được xịn cho lắm, cho nên là thứ nhất là về độ êm ái cũng không có, nó sẽ không bằng phiên bản Titanium X. Thứ hai là về cái khả năng cách âm cũng như là cái cảm giác lái. Nói về cảm giác lái trước thì cái chiếc lốp này sẽ không cho chúng ta một cái cảm giác lái nó chính xác và sướng bằng phiên bản Titanium X. Thứ hai là về cái tiếng ồn mà tạo ra thì chiếc lốp này mình cứ nghĩ là do thành lốp nó mập hơn cho nên nó phải cách âm tốt hơn đúng không? Nhưng mà do là cấu tạo của gai lốp này và cái cao su nó không có cái công nghệ là tiêu âm cho nên là nó sẽ ồn hơn. Còn phiên bản Titanium X sẽ có luôn cả cái công nghệ tiêu âm này, đây hạn chế tiếng ồn thôi chứ không phải là cách âm đâu nha, hạn chế những cái tiếng ồn tạo ra từ cái gai lốp này. Thì lúc đó là mình sẽ thấy là nó sẽ trái ngược hoàn toàn, mình cứ tưởng là cái mâm lốp này, cái size này nó có vẻ là nó êm hơn, cách âm tốt hơn, nhưng mà do là cái phân khúc lốp nó không có được ngọt.
Ví dụ như Cường lấy một cái hình ảnh như thế này để quý khách hàng sẽ thấy được nè. Nếu như cùng hai chiếc xe phiên bản Titanium sử dụng mâm lốp này nha, và phiên bản Titanium X xài mâm lớn hơn một size là 19 inch, còn bên này là 18 inch, thì chúng ta cùng thay một cái loại lốp là Michelin Primacy, thì lốp đó cái size 18 inch này sẽ cho chúng ta một cái khả năng êm ái và cách âm tốt hơn. Còn trên cái mâm 19 inch, cái thành lốp nó mỏng đi, thì chắc chắn là khả năng cách âm và độ êm ái sẽ không bằng trên phiên bản Titanium mà sử dụng mâm là 18 inch. Thấy không? Chỉ có một cái lốp thôi mà chúng ta đã phải đánh đổi quá nhiều. Và nếu quý khách hàng mà mua những cái dòng xe kiểu như là Titanium và phiên bản Trend, thì có điều kiện chúng ta nên thay cái lốp này, thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn. Và nếu Ford Việt Nam mà có xem cái video này, thì Cường nghĩ là Ford Việt Nam nên thay một cái dòng lốp khác, có thể là không được xịn sò cho lắm, nhưng mà ít nhất thì nó cũng hơn cái lốp GT Comfort này một chút, để chúng ta là có một cái lốp nguyên bản trên những cái dòng xe kiểu như thế này, nó sẽ được ok hơn. Còn cái lốp này Cường đánh giá nó chỉ khoảng 5/10 thôi, còn em này thì khoảng được 8/10, còn phiên bản Trend và phiên bản Titanium thì được khoảng 5/10 thôi. Nhưng mà đối với lại những cái kiểu như thế này thì buộc chúng ta phải đánh đổi. Thứ nhất là nếu mà ai thích cái sự êm ái thì chắc chắn là trên những cái dòng lốp mà thiên về cái độ lì đòn như thế này thì không được êm ái cho lắm. Nhưng mà khi chúng ta chọn cái sự êm ái như là những cái dòng Michelin thì cái khả năng chịu lì đòn nó sẽ không bằng nha. Cường nói ví dụ như chiếc xe này chạy cánh ổ gà, va đập mặt đường, cán đinh nhiều khi chưa xi nhê gì đó. Nhưng mà đối với những dòng Michelin á, thì khả năng an đinh là cao hơn nè. Với lại là cấn ổ gà hay cái gì là có thể là nó tét lốp nè. Ví dụ như va đập mạnh mặt đường á, có thể là những cái dòng mà thiên về cái độ êm ái thì cao su nó sẽ mềm hơn, nó mỏng hơn, thì lúc đó là nó sẽ có thể là bị tét lốp hoặc là nó bị vấn đề về lốp. Còn cái này va đập thoải mái luôn, cái dòng này nè, va đập thoải mái luôn, chạy á, thậm chí 80-90 ngàn không xi nhê gì cả. Đó, nó sẽ thiên về cái khả năng như vậy đối với lại cái dòng Goodyear. Và cái dòng này nha là cái dòng mà performance chuyên cho những dòng SUV, tức là SUV thì nó sẽ đa địa hình và chiếc lốp này sinh ra để đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó. Cuối cùng đó là cái nhược điểm hao xăng. Thì cái nhược điểm này thì mình phải xét trên cái góc độ như thế này, tức là nếu cùng một cái động cơ này, cùng một cái hộp số này mà nó phải gánh một cái trọng lượng nhỏ hơn như một số đối thủ trong cùng phân khúc của Territory, thì nó sẽ tiết kiệm xăng rất là nhiều so với lại là nó phải gánh một cái xe nặng và to như là Ford Territory. Tất nhiên cần hiểu được tâm lý của quý khách hàng là mình phải có một cái hệ tham chiếu nào đó để mình so sánh thì mình mới nói đây là một chiếc xe hao xăng. Cường nói ví dụ như một số những cái dòng xe này trong cái phân khúc này đến từ Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì đa số cái trọng lượng của nó loanh quanh khoảng 1,5 tấn, còn đối với lại anh chàng Territory này nó nặng hơn khoảng 200 kg, loanh quanh 1,7 tấn, tức là nó phải gánh cái trọng lượng nặng hơn 200 kg so với lại là các đối thủ, một số đối thủ trong cùng phân khúc. Cho nên đó là một cái hệ tham chiếu thứ nhất, tức là nếu hai chiếc xe mà có cùng một trọng lượng như nhau, cùng một gánh động cơ như nhau thì rõ ràng Ford Territory nó không hao xăng, nhưng mà do bản thân của nó nặng nề hơn những người khác, khung gầm các thứ nó nặng nề hơn, nó dày hơn, cho nên buộc nó phải hao xăng hơn. Chứ cần nói ví dụ nha, so với lại một chiếc xe ví dụ như là Mazda CX-5 đi, một chiếc xe mà bán chạy nhất trong cái phân khúc này thì rất là đơn giản thôi. Nếu gắn cái động cơ của Ford Territory này mà lên những chiếc xe kiểu như CX-5 nhẹ hơn khoảng 200 kg thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với lại là chiếc xe Ford Territory này. Cho nên là đó là cái lý do mà tại sao khách hàng lại nói là sau cái chiếc xe này nó hao xăng, bạn bè anh đi những cái xe khác thì nó sẽ không có hao xăng được như vậy. Cho nên là mình phải hiểu được cái thứ nhất là do là cái kích thước to nè, khung gầm các thứ nó dày dặn, nó chắc chắn hơn thì buộc chúng ta phải đánh đổi cái yếu tố đó. Cái thứ hai nữa đó là liên quan đến sức mạnh động cơ. Trong khi các đối thủ trong cùng phân khúc có cái sức mạnh động cơ, ví dụ như là Mazda CX-5 thì nó chỉ khoảng 154 mã lực và 200 Nm mô men xoắn, còn chiếc xe này tới 160 mã lực và quan trọng nhất là 250 Nm mô men xoắn.
tức là cái lực kéo của nó khỏe hơn rất là nhiều. Giống như anh chàng mà làm nhiều hơn, khỏe khoắn hơn, xác to hơn thì chắc chắn là anh chàng nó phải ăn nhiều hơn. Cho nên là cái yếu tố thứ hai đó là sức mạnh động cơ. Thì nếu mà so với lại những chiếc xe mà có cái sức mạnh yếu hơn thì chắc chắn chiếc xe này là hao xăng hơn nha. Nhưng mà nếu mà so với lại những chiếc xe mà có cái sức mạnh tương đương đi, ví dụ như là Kia Sportage hay là Hyundai Tucson mà sử dụng cái mã động cơ là 1.6 turbo á, tức là cái công suất nó cũng kinh khủng á, nó cũng mạnh á, 1.6 và 1.5 cũng là turbo, thì lúc đó là mình sẽ thấy được ồ, những anh chàng kia cũng không hề tiết kiệm một xíu nào, đạp dính ghế là nó phải hao xăng rồi. Thì kiểu kiểu của nó là như vậy. Cho nên là khi mình thấy được chiếc xe này nó hao xăng, mình chạy thì mình phải biết được tại sao nó lại như vậy, chứ không phải là do động cơ hay là máy móc hay là cái thuật toán của nó hao xăng, không phải, mà là do hai cái yếu tố Cường vừa mới kể trên. Ví dụ như con này trong điều kiện thực tế Cường sử dụng, ví dụ như là ba Cường đi làm hàng ngày, đi nội thành và đi đường hỗn hợp luôn, thì nó khoảng tầm 9 lít cho đến 9,5 lít đường hỗn hợp nha. Còn có những đoạn Cường đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì nó có khoảng 6,8 cho đến 7,2 lít thôi. Quý khách hàng hoàn toàn có thể vô kênh YouTube của Cường để xem lại những cái video Cường chia sẻ ở nhiều góc nhìn như vậy. Còn nếu em này mà chạy nội thành nha, mà kiểu kiểu như đường ở Sài Gòn mà đường Cách Mạng Tháng 8, Cộng Hòa, Trường Chinh á, kẹt kẹt mà kiểu nhích nhích, mà trong một tiếng đồng hồ mà chỉ di chuyển được khoảng tầm 15-20 cây số thì nó uống nha. Nghe quý khách hàng nghe giúp Cường nha, đừng có dịch mình nha, nó rất là bình thường. 12-13 lít là bình thường. Cho nên là mình nghe được những cái con số đó, nhiều khi mình muốn mua xe về, chạy nhận xe từ showroom quận 8, chạy về Gò Vấp đi ha, chạy về Gò Vấp đi đường Nguyễn Oanh các thứ gì đi ha, nó tự nhiên 13 lít là quý khách hàng thấy nó bình thường nha. Còn nếu mà sát anh chàng này chạy đường cao tốc, chạy đường trường kiểu như từ đây đi, từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì nó có khoảng loanh quanh 7 lít thôi. Còn đi hỗn hợp thì nó khoảng 9 đến 9,5 lít cho 100 km. Thì nếu mà so với lại các đối thủ trong cùng phân khúc, ví dụ như là chiếc Mazda CX-5 đi, thì rõ ràng là cứ mỗi 100 km thì nó uống đâu đó khoảng hơn khoảng tầm 1 lít cho đến 1,5 lít. Đó là một con số mà chúng ta buộc phải chấp nhận khi chúng ta đi một chiếc xe to hơn, nặng hơn. Đó là những cái nhược điểm của Ford Territory. Còn có một số những cái yếu tố mà nó liên quan đến giống như đầu video Cường chia sẻ, là có khách hàng cảm thấy quen thì mình thấy nó là bình thường. Còn những khách hàng mới leo lên xe, mới chạy thì mình cảm thấy nó là bất bình thường. Thì từ cái bất bình thường đó thì mình quy đổ nó thành là cái nhược điểm. Nhưng mà không phải. Cường nói ví dụ như là cái chân ga, chân phanh trên chiếc xe này nó rất là nhạy. Giống như là mình đạp phanh một cái là nó sẽ ghì cái xe lại ngay lập tức. Thì nhiều khi mình chưa quen thì mình do mình đạp như vậy cái mình thấy nó giật một cái, lúc đó là mình cảm thấy nó không có được giống như những cái dòng xe khác. Nhưng mà khi mà mình chạy quen một thời gian rồi, giống như Cường chạy quen rồi, rất là mượt, cùng đạp ga đạp phanh rất là mượt, rất là nhẹ nhàng, giống như là chân phanh của chiếc xe, chân ga của chiếc xe này các bạn, nó sử dụng hộp số ly hợp kép, mình hiểu được cấu tạo và mình hiểu được nó muốn gì, cho nên là mình mớm ga hay là thả ga tới ga các thứ thì nó sẽ rất là mượt. Còn nếu mà khách hàng khác mà hay là người mà mới đi dòng xe này thì mình cảm thấy nó hơi giật một xíu, nhưng mà quen rồi thì cực kỳ mượt luôn. Quý khách hàng không tin cứ lên showroom của Cường, ngồi lên xe lái thử một vòng, cảm nhận cái chân ga và chân phanh, sau đó Cường sẽ lái chiếc xe này luôn cho quý khách hàng ngồi một bên hoặc ngồi sau, cảm giác nó khác biệt hoàn toàn. Chạy Cường chạy quen rồi cho nên rất là mượt. Cho nên đó là những cái yếu tố mà khi chúng ta quen rồi chúng ta cảm thấy nó bình thường, còn nếu chưa quen thì mình sẽ cảm thấy nó là cái nhược điểm. Giống như là cái hệ thống treo của chiếc xe này cũng vậy. Nếu mà nói về cái nhược điểm của nó thì mềm thì là không đúng. Bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến gu của từng người. Có người thích êm ái, dịu êm. Có người thích cái sự cứng cáp, cái sự khô cằn của cái hệ thống treo. Nó phải dội lên nhiều để anh cảm nhận được chiếc xe của anh đó. Chắc chắn thì cái đó nó là tùy vào gu của từng người. Nó là đặc điểm cấu tạo chứ không phải là ưu và nhược điểm. Nó là đặc tính của nó. Tức là khi mà có được những cái đặc tính của cái hệ thống treo Ford Territory, chúng ta sẽ có được cái sự êm ái, nhẹ nhàng, đi trong phố cảm giác nó thoải mái. Và tất nhiên đổi lại cái đặc tính mà chạy trên đường cao tốc, chạy mà theo kiểu cứng cáp mà kiểu như xe thể thao thì chắc chắn là nó là không có rồi. Tức là buộc chúng ta phải đánh đổi cái yếu tố này và yếu tố kia, chứ không thể nào mà một cái hệ thống treo mà nó vừa chắc chắn chạy trên đường cao tốc cứng cáp như xe thể thao, đi trong phố mà nó có được cái sự mềm mại, không thể, buộc chúng ta phải đánh đổi. Chỉ là những cái chiếc xe phải cao cấp hơn vài tỷ thì nó có cái hệ thống treo thích ứng, tức là nó điều khiển bằng điện tử á,
nó có thể là can thiệp vô cái cảm biến, nó thay đổi cái lưu lượng dầu của cái hệ thống phuộc, thì lúc đó nó mới thay đổi được kiểu kiểu như vậy. Chứ còn những chiếc xe kiểu như thế này thì chắc chắn là phuộc bình thường thôi. Và Cường xin nhắc lại quan điểm của Cường, đó là trên những dòng xe kiểu như thế này buộc chúng ta phải đánh đổi. Và cái việc đánh đổi ở đây chỉ đơn giản là mình có chấp nhận được những cái nhược điểm của nó và mình yêu thích những cái ưu điểm của nó để hướng tới cái sự lựa chọn hay không. Chứ nếu chúng ta đòi hỏi một cái chiếc xe hoàn hảo trên những cái phân khúc kiểu như thế này thì chúng ta sẽ rất khó để chọn ra một chiếc xe. Và nếu có một chiếc xe hoàn hảo thì chưa chắc chúng ta đã sở hữu được nó, bởi vì cái số tiền chúng ta chi trả ra phải nói rất rất nhiều tiền. Mà những người quan tâm phân khúc này thì cái tầm tiền của người ta chỉ dừng lại ở những cái đó. Và trong những cái phân khúc kiểu kiểu như thế này buộc chúng ta phải đánh đổi được những cái yếu tố đó. Cho nên đó là những cái chia sẻ mà mang cái tính chất là rất là tâm huyết của Cường về cái dòng xe này. Chứ Cường nói ví dụ như là quý khách hàng cứ search trên YouTube đi, gần như là sẽ không có bất cứ một cái video nói về nhược điểm của Ford Territory mà chi tiết như Cường đâu. Cường chắc chắn cái điều đó bởi vì Cường đã search rồi. Cho nên là quý khách hàng yêu thích kênh của Cường cứ đăng ký kênh của Cường. Bất cứ dòng xe Ford nào quý khách hàng cần nói về nhược điểm, Cường hoàn toàn có thể chia sẻ cho quý khách hàng cặn kẽ, chuyên sâu như chiếc xe Ford Territory này đây. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Bye bye.